thay đổi về tình yêu hay là thay đổi như thế nào? Tất cả mọi thứ về tình yêu, về cuộc sống. Bây giờ mình nói trước vấn đề cuộc sống đi ha. Cuộc sống thì đương nhiên ngày xưa Khánh Chi sống với một mốc hình ngày xưa Khánh Chi đang sống với một hình hài con trai, thì đương nhiên mình phải sống theo cái cuộc sống của một người con trai rồi. Mặc dù là cái giới tính mình là con gái, mặc dù sở thích mình là con gái, nhưng khi Khánh Chi bắt đầu sống với cuộc sống của một người phụ nữ thì đương nhiên Khánh Chi phải sống theo cái cuộc sống người phụ nữ. Đương nhiên nó khác hoàn toàn. Nhưng đối với Khánh Chi, đương nhiên Khánh Chi phải thích cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Vì mình sinh ra, mình đã thích làm con gái rồi, nhưng mình không được làm con gái, mình phải sống với một hình hài của người con trai. Thì như vậy nó rất là đau khổ. Nó không có một cái sự gì mà cảm thấy hạnh phúc và không có vui trọn vẹn. Lúc nào mình cũng sống khép kín và trước mặt những người khác. Vì vậy Khánh Chi, khi Khánh Chi được làm con gái thì Khánh Chi thấy rất là hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Khánh Chi. Còn nói về tình yêu thì hoàn toàn hạnh phúc 100%. Trong khi ngày xưa Khánh Chi làm con trai, Khánh Chi rất là khổ. Yêu ai Khánh Chi cũng bị bỏ rơi. Yêu được 2 năm, 3 năm, Khánh Chi lo lắng quan tâm với người khác, cuối cùng người ta cũng phải bỏ mình. Tại vì sao? Tại vì mình không phải là con gái, mà Khánh Chi lại đặc biệt chỉ có yêu trai thẳng thôi. Khánh Chi chỉ thích yêu con trai, thật sự làm con trai thật sự. Nên chính vì vậy thì Khánh Chi càng khổ hơn nhiều. Đó, đêm qua Khánh Chi, khi Khánh Chi làm con gái, Khánh Chi mới được hạnh phúc trọn vẹn. Vì vậy, đối với Khánh Chi, làm con gái là hạnh phúc nhất.